Cô chào tất cả các con. Tiết học hôm nay chúng ta đến với bài tập đọc nói về ý thức về an toàn giao thông của các bạn học sinh qua ngôn ngữ hội họa. Tiết học hôm nay chúng ta sẽ đến và tìm hiểu bài tập đọc này có tựa đề vẽ về cuộc sống an toàn. Bài tập đọc này có nội dung là cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng. Trong dự thi cho thấy các em có nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, và biết thể hiện nhận thức của mình bằng ngôn ngữ hội họa. Sau đây cô sẽ đọc mẫu cho các em, và các em sẽ dò vào trong sách trang số 54. Sau đó các con sẽ dùng bút chì chặt chân cho cô những từ khó. Vẽ về cuộc sống an toàn. 50.000 bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước, 60 tranh được trưng bày, 46 giải thưởng. Nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn, được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang, vân vân. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất của Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn, Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải 3. Chở 3 người là không được, Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải 3. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ, theo báo Đại Đoàn Kết. Bài này được chia làm các đoạn như sau. Đầu tiên là 6 dòng mở đầu bài đọc là tóm tắt nội dung của bản tin. Đoạn 1 bắt đầu từ được phát động cho đến Kiên Giang. Đoạn 2 bắt đầu từ chỉ cần điểm qua cho đến giải 3. Và đoạn 3 là đoạn còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau luyện đọc. Các con sẽ đọc theo cô. UNICEF. UNICEF. Đắk Lắk. Đắk Lắk. Triển lãm, triển lãm. Đoạt giải, đoạt giải. Rõ ràng, rõ ràng. Tươi tắn, tươi tắn. Bây giờ chúng ta đọc lại một lần nữa. UNICEF, Đắk Lắk, triển lãm, đoạt giải, rõ ràng, tươi tắn. Chúng ta cùng nhau giải nghĩa từ
đó là một quỹ bảo trợ nhi đồng của Liên Hợp Quốc. Đây là hình ảnh một hoạt động của UNICEF. Thẩm mỹ là sự cảm nhận và hiểu biết về cái đẹp. Ví dụ, bạn Hoa có mắt thẩm mỹ khi chọn được một chiếc váy đẹp như vậy. Nhận thức là khả năng nhận ra và hiểu biết vấn đề. Ví dụ, các bạn học sinh trường em có nhận thức đúng đắn về an toàn giao thông nên luôn đội nón bảo hiểm khi đi xe máy. Khích lệ là tác động làm cho tinh thần hăng hái thêm lên. Ví dụ, mỗi khi đến kỳ thi, ba mẹ thường khích lệ em rằng nếu thi tốt thì ba mẹ sẽ dẫn em đi du lịch. Ý tưởng là ý nghĩ, dự định. Ví dụ, bạn An là người hay đưa ra những ý tưởng độc đáo. Ngôn ngữ hội họa là đường nét, màu sắc trong tranh. Ví dụ, những nét đẹp tâm hồn, hình ảnh sinh động trong bức tranh được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa của các họa sĩ. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc đoạn. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Bây giờ các con sẽ nhắc câu theo những cái dấu gạch xiên của cô. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu Niên Tiền Phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Chúng ta đã vừa được tìm hiểu về các từ khó, về nghĩa của các từ, và chúng ta đã cùng nhau luyện đọc. Trước khi tìm hiểu bài thì các con hãy đọc lại cho cô 3 lần bài này. Chúc các con sẽ làm bài thật tốt. Cô chào tất cả các con.